Xin chào tất cả các bạn, chúng ta sẽ tiếp tục với cái bài học hôm nay. Là bài học hôm nay chúng ta với cái nội dung đó là hút màu ở trong một cái hình ảnh bất kỳ hoặc một cái background bất kỳ. Và chúng ta có thể tạo ra những cái background rất vô cùng đơn giản và dễ làm. Ok, đó là việc mà khi mà các bạn sử dụng cái công cụ hút màu. Thì giả sử khi mà các bạn nhìn ở trên bất kỳ một cái sản phẩm truyền thông nào đó mà các bạn thấy rằng à, cái hình màu sắc này rất là đẹp, họ phối rất ok. Bởi sao? Bởi vì cái người mới bắt đầu ấy là những người mà rất bị down về cái màu sắc. Nên là nhiều khi các bạn sẽ không biết là chúng ta sẽ chọn cái màu sắc gì cho nó phù hợp. Thì một trong những cách mà nhanh nhất và dễ dàng nhất và cũng như là hiệu quả nhất, cũng như là an toàn nhất, đó là đi lấy màu của những cái sản phẩm mà họ đã thiết kế rất ok rồi. Giả sử nhá, mình sẽ lấy một cái kênh ở trên đây, đó là Shopee. Rồi, thì khi mà giả sử mình nhìn thấy một cái sản phẩm như thế và mình muốn lấy cái màu sắc đó để làm background, thì các bạn sẽ cáp cái màn hình nó lại. Chắc chắn là ai cũng biết cái cáp cái màn hình rồi. Thì các bạn có thể là ấn FN cộng nút print đối với máy như mình là mình máy Dell. Đó. Hoặc là tùy, nói chung là các bạn cứ làm sao để chụp được cái màn hình sao bạn cho được vào trong Photoshop được. Ok, mình đã chụp được một cái màn hình, rồi mình sẽ cho vào trong Photoshop này. Ok nhá. Đây. Đây mình tìm được một cái bức ảnh như này. Ok chưa? Rồi, sau đó thì việc của chúng ta là chúng ta sẽ setup một cái khổ giấy mà các bạn muốn làm. Chẳng hạn như mình muốn làm một cái banner 820, 312, 300 chẳng hạn. Ok. Đó, sau đó thì các bạn sẽ di chuyển cái khổ giấy của các bạn, di chuyển cái hình ảnh mẫu của các bạn sang một cái khổ giấy mà chúng ta định thiết kế. Rồi đây. Và đặt nó nằm ở bên cạnh như này. Ok chưa? Và chúng ta nhớ một chút này, sẽ có những cách để các bạn chọn hoặc là gọi là tạo ra background. Thì tạo ra background thì cách đầu tiên, nếu như các bạn muốn tạo một cái background full thì chúng ta có thể là chọn vào cái hình âm dương ở góc này. Sau đó các bạn sẽ chọn cho mình là solid color thì với dạng một màu. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn dạng một màu. Chút nữa thì sẽ dạng nhiều màu. Ok, đây solid color này. Rồi. Và các bạn lưu ý một chút rằng này, khi chúng ta chọn cái solid color này thì các bạn phải kích vào cái background. Bởi vì khi mà chúng ta chọn vào cái hình âm dương đây mà các bạn tạo ra một cái lớp như này thì cái lớp đấy nó sẽ nhảy lên trên cùng. Và khi đó nó sẽ che mất cái layer gốc của các bạn. Cái layer mà các bạn muốn hút màu đi ấy, thì gần như chúng ta sẽ không hút được nữa. Nên là mình sẽ scan đi này. Được chưa? Và mình sẽ chọn xuống layer background để làm sao khi mà nó layer nó xuất hiện ra, cái layer màu nó xuất hiện ra ấy, thì nó sẽ nằm ở trên layer background và dưới cái layer 1. Đó, đây. Thì khi đó các bạn vẫn nhìn thấy kia để các bạn hút và di nó ra như này. Sau đó thì chúng ta đơn giản là việc chúng ta di con chuột nó ra bên ngoài cái phần màu các bạn muốn hút. Đây nó hiện thành dấu tâm này, cái tâm này. Tâm này, được chưa? Hoặc là cái ống hút như này. Nếu như các bạn để cắp lốc thì nó sẽ thành cái tâm. Ấn phím cắp lốc lại nó thành cái tâm. Đó, đây này. Đấy, mình bỏ cắp lốc thì nó hút. Đó, chỉ cần hút thôi, ấn hút này. Đây, cái màu nó đã về đây rồi. Và ấn ok. Thế là chúng ta đã hút được cái màu sắc cho background của bạn. Và nhiều người hỏi mình thế bây giờ muốn tạo một nửa background này, một nửa màu kia thì thế nào? Bởi vì cái color fill này nó chỉ có một màu thôi. Nó không thể làm để nửa hình được. Chẳng, nửa background bên trên màu đỏ này, nửa background này màu hồng đậm như này. Thì đơn giản các bạn suy nghĩ cho mình một chút này, đó là gì? Chọn vào một cái hình shape. Đấy. Vẽ nó ra như này. Được chưa? Sau đó các bạn xoay ngang, xoay ngửa gì muốn xoay kiểu gì xoay. Đây, xoay như này chẳng hạn. Đó, đây. Ok này. Sau đó mình sẽ lại bật cái này lên. Và bây giờ các bạn muốn hút cái nào? Bây giờ các bạn muốn hút chẳng hạn hút cái màu của cái mây này nhá. Đây chúng ta sẽ chọn vào đây. Chọn vào đây là layer shape này. Layer shape thì nó sẽ đổi màu ở cái phần đó là các bạn phải chọn vào công cụ shape tool này, phím tắt là U này. Sau đó các bạn nhìn trên thanh option này. Thì ở trong phần view này, màu sắc của bên trong view. Đó, chúng ta sẽ chọn về cái chế độ đó là một màu. Đây, một màu. Sau đó thì các bạn sẽ cũng ấn vào cái phần chọn nhiều màu này. Đó, nó làm sao để khi mà các bạn muốn hút màu thì các bạn cứ chọn cho mình vào cái bảng là để nó xuất hiện ra cái bảng color picker là được. Rồi sau đó thì mình sẽ di chuyển, mình ấn vào đường hút. Ok. Và nó sẽ trả lại cho bạn một cái kết quả rất tốt khi mà chúng ta đỡ phải gọi là đỡ phải đi phối màu. Nhìn nó rất là đau đầu. Ok, đấy là cái thứ nhất để các bạn có thể là hút một cái màu ở một cái background bất kỳ. Đây thì với cái dạng trường hợp đó là background theo dạng là đơn sắc. Còn nếu như background theo kiểu là
nhiều màu chẳng hạn. Mình sẽ đi kiếm một cái background đây, đây kiểu như này. Đây. Hoặc là kiểu giải gradient, giải màu. Thì ok thôi. Mình sẽ xóa bớt cái này đi này. Đầu tiên là các bạn sẽ phải chọn paste nó ra đã, mình sẽ paste nó ra này. Đây, mình sẽ tạo một cái background có hai màu, từ màu xanh đến màu này. Cái tâm của nó sẽ màu này. Được chưa? Thì mình sẽ chọn vào layer background này. Các bạn sẽ chọn cho mình là gradient. Gradient. Rồi, sau đó thì ấn vào cái phần thư mục cái chỗ chọn màu đây. Gradient. Và ở đây thì cái bảng Gradient Editor nó xuất hiện ra, thì các bạn sẽ chọn cho mình là một cái chế độ màu là từ một màu đến một màu khác. Giả sử mình chọn thì đỏ hay xanh này. Đấy, đã ra một cái màu đỏ hay xanh. Sau đó chúng ta sẽ ấn. Sau đó thì các bạn sẽ thay đổi cái hai cái đầu màu này. Bởi vì ở đây của mình là từ màu xanh đậm đến màu xanh nhạt, nên chúng ta sẽ chọn ở đây này. Kích vào đầu cho màu này, ống mực này. Chọn của color này. Ấn vào đây này. Hút màu xanh này. Tiếp. Đầu bên này ấn vào đây. Ấn chọn màu. Hút. Ok. Và ok. Ở đây cái bảng gradient fill này thì các bạn sẽ để ý cho mình là nếu như các bạn có thể là thích, các bạn có thể là để cái dạng là từ một màu xanh nhạt đến xuống cái màu xanh đậm thì các bạn để như này, không không thì chúng ta có thể là kích đúp vào đây. Đây, nếu như các bạn chưa ấn ok, các bạn sẽ chọn cho mình đó là dạng style, ở đây đó là gradient đó, thì nó sẽ từ màu trắng đến màu xanh đậm vào giữa, nhưng mà mình không thích, mình thích từ xanh đậm đến vào tâm cơ, càng vào tâm nó càng nhạt và càng sáng ra ấy. Thì các bạn sẽ chọn cho mình một cái chế độ ở đây đó là reverser, kích vào thì nó sẽ ngược màu lại đấy. Và ở đây cái scale này là cái độ bo, gọi là co giãn của cái tâm đây này. Đấy, bạn nhìn chưa, nói chung là cái giãn cái tâm nó sẽ giãn nở ra một chút nữa đó. Thì tùy để các bạn như nào cảm thấy cho nào cho nó thích hợp một chút. Và lưu ý một chút đó là nếu như các bạn muốn sở hữu những cái gradient nó đẹp hơn thì các bạn nên tải thêm. Bởi vì sao? Giả sử như mình ở đây mình tải thêm rất nhiều cái gradient đây này, gradient đó, mình sử dụng nó rất là linh hoạt và rất là hay. Đây, giả sử như các bạn thấy rằng là đối với những cái bức ảnh kiểu như này này, đối với bức ảnh mà kiểu mình thiết kế kiểu ảnh bìa ấy, đây này. Đây đây đó là mình cũng dùng gradient. Đây, tất cả mình đều dùng gradient bởi vì màu sắc thì nó đẹp hơn. Tuy nhiên rằng là nó cũng không dễ dùng nếu như các bạn thiết kế mà không có ảnh, tức là chỉ muốn viết chữ không ấy, thì gradient là một trong cái dạng khó sử dụng, nên là chúng ta sẽ phải suy nghĩ kỹ khi các bạn sử dụng. Còn ở đây thì mình có thể hướng dẫn luôn các bạn load gradient vào. Các bạn mở cái bảng này ra, mở như cũ và kích vào đây thì các bạn sẽ nhìn thấy chữ load này. Sau đó bạn tải cái file mà gradient, các bạn chỉ cần lên trên Google các bạn đánh cho mình là download gradient Photoshop, sau đó thì nó sẽ tải về, các bạn giải nén ra, các bạn load nó vào. Ok, hoặc là nếu như các bạn cần thiết thì mình sẽ để xuống cái link những cái gradient này xuống ở phần bên dưới để các bạn có dưới link ấy, phần mô tả ấy, để các bạn có thể sử dụng luôn được nó. Ok, và load nó vào thôi. Ok thôi. Ở đây thì mình đã, trên đây thì mình đã hướng dẫn cho các bạn sử dụng cái hút màu để tạo ra background ở dạng đơn sắc cũng như là giải màu. Thì hy vọng là chúng ta có thể là cải tiến được chất lượng hình ảnh của các bạn khi bắt đầu thiết kế. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau.